Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Bà Mẹ Quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món bánh vô cùng hấp dẫn luôn. Đó là bánh bột lọc nhân tôm chay. Món bánh này quý cô bác có thể làm để ăn chơi hoặc là làm để đãi tiệc, những bữa tiệc nhỏ của gia đình vào cuối tuần. Khi mà gia đình sum họp với nhau có một món bánh như thế này, vừa ăn vừa nói chuyện thì vui còn gì bằng. Bánh khi hoàn thành có phần bột rất là dai. Nhân tôm bên trong thì giòn giòn, khi ăn vào thì rất là thơm. Quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món bánh bột lọc nhân tôm chay mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 150g bột gạo. Phần bột gạo thì quý cô bác có thể chọn bột gạo lọc hoặc bột gạo thường cũng được. Còn đây là 50g bột năng. Quý cô bác có thể thay thế bột năng bằng bột bắp cũng được nữa. Có bột năng vào thì phần bột sẽ dai giòn hơn. Phần nhân bên trong thì em sử dụng đó chính là chả nấm chay và một ít thanh cua chay, hay còn gọi là tôm hùm chay đó quý cô bác. Đây là thanh cua chay nè, bên trong có màu rất là đẹp. Thanh cua chay này ăn rất là giòn. Và đây là chả nấm chay nè quý cô bác. Chả này được làm từ nấm bào ngư, đậu hũ kỳ, sữa đậu nành, bột mì, đường, muối và hạt nêm chay. Nhìn cái thanh chả này quý cô bác, người ta làm rất là chắc chắn và sạch sẽ. Ở hai đầu người ta đã bao trì hết trơn rồi nè. Thanh chả này là 200g, một chút xíu em chỉ sử dụng 100g thôi. Cần có một ít hành lá nha. Gia vị nêm thì em sử dụng gồm có một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay và một chút xíu tiêu. Cần có một ít dầu ăn nữa nhé. Và gói thì em sẽ dùng đó là lá chuối. Và cần có một ít nước mắm chay. Nếu không có lá chuối thì quý cô bác có thể sử dụng giấy bạc để gói cũng được. Nguyên liệu đã xong rồi đó, bây giờ chúng ta làm thôi. Đầu tiên thì em sẽ đi nhồi bột. Bắt đầu cho hai phần bột vào trong một cái tô lớn. 200g bột thì em sẽ sử dụng là 120ml nước. Phần nước cho vào thì quý cô bác cần phải nấu cho sôi nha. Khi nước sôi thì cho vào từ từ như thế này, chúng ta đảo đều. Đảo đến khi nào mà thấy phần bột nó hơi bớt nóng thì chúng ta dùng tay và nhồi lấy. Nhồi đến khi nào mà thấy cái khối bột này thành một khối dẻo và mịn là được. Nhồi hơn 20 phút thì phần bột này nó mới dẻo như thế này nè quý cô bác. Rất là dẻo và mịn luôn ha. Bây giờ em sẽ để phần bột này nghỉ trong vòng 20 phút. Trong thời gian đó thì em sẽ đi làm phần nhân nha. Đầu tiên chả này em sẽ cắt làm đôi, sử dụng nửa thanh chả. Chả sau khi cắt ra xong thì quý cô bác mang đi rửa cho thật sạch thì chúng ta mới dùng được nha. Giờ thì em sẽ cắt chả thành những lát mỏng. Nếu quý cô bác không sử dụng chả thì mình có thể sử dụng nắm đuôi gà cũng được. Còn thanh cua chay này em sẽ cắt đôi như thế này, để khi gói vào thì nó sẽ thấy cái màu đỏ bên trong, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó giống con tôm hơn. Rồi bây giờ bắt đầu đi xào nhân nha, cho một ít dầu ăn vào chảo. Tiếp theo nữa thì cho hành lá vào phi thơm. Và tiếp theo nữa thì cho chả chay và thanh cua chay vào. Thanh cua chay quý cô bác có thể dễ dàng tìm mua ở các cửa hàng bán thực phẩm chay. Có nơi gọi là thanh cua chay, còn có nơi gọi là tôm hùm chay đó quý cô bác. Đảo đều xong thì nêm gia vị vào. Cho vào đây một chút xíu nước mắm chay luôn nha. Rồi bây giờ thì đảo đều lên. Đảo đều cái hỗn hợp này khoảng 2-3 phút là được rồi. Tại vì khi mình gói thì còn mang đi hấp nữa. Nguyên liệu này chỉ cần nó thấm gia vị là được rồi. Một chút chúng ta gói bánh xong mang đi hấp nữa thì nó sẽ chín.
Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu gói nha. Em sẽ gói ở bên bề trái của lá. Sử dụng một ít bột. Phần bột khá là dai luôn quý cô bác ơi. Nhìn thích quá à. Bây giờ thì ấn bột cho nó mỏng ra như thế này. Tiếp theo nữa thì cho phần nhân lên trên. Để con tôm hùm chay ở trên nha. Như vậy khi mình gói lại thì mình sẽ thấy cái màu đỏ đỏ giống như con tôm hơn. Rồi bây giờ thì ép bánh lại. Rất là đơn giản luôn ha. Quý cô bác có thể dùng dao chúng ta cắt bỏ cái phần rìa để cho cái bánh nó vuông vức, nhìn nó đẹp hơn. Hoặc là nắng như thế nào cho nó vuông cũng được. Rồi bây giờ thì để lên miếng lá chuối và bắt đầu gói lại thôi. Và gói vài lần như thế này nè. Gói rất là đơn giản luôn ha. Bẻ một đầu và bẻ tiếp một đầu nữa. Như vậy là đã xong một cái bánh rồi nè. Rất là đơn giản ha. Và bây giờ em gói tiếp tục nha. Đây là bánh bột lọc mà em vừa gói xong. Bây giờ chỉ cần mang chúng đi hấp nữa là xong rồi. Chuẩn bị một cái nồi nước sôi nè. Khi nước sôi thì chúng ta mới cho bánh vào hấp nha. Hấp bánh này rất là mau chín. Tầm 15 đến 20 phút là bánh chín. Rồi bây giờ thì đậy nắp vung lại và chờ thôi. Chờ một chút nữa là có bánh để thưởng thức rồi. Lúc gói bánh là trời đang nắng đó quý cô bác. Mà bây giờ trời chuyển mưa gió quá trời luôn. Lúc nắng lúc mưa không biết được. Hổm về chỗ em ở bà con đang xả lúa. Mà tôi nói ngày nào ông trời cũng mưa hết. Mưa kiểu này lúa mắc lỗ chừng nữa chắc cấy đã đời luôn quá. Bánh bột lọc mà gói bằng lá lúc hấp như thế này nè, cái mùi nó bốc ra, chàng ơi nó thơm chịu không nổi quý cô bác ơi. Đây là bánh em hấp được 20 phút rồi nè. Những chiếc bánh khá là hấp dẫn. Rồi bây giờ em sẽ gấp bánh cho ra đĩa. Đợi nguội một chút xíu em sẽ tách ra cho quý cô bác cùng xem nha. Thật ra bánh này ăn nóng không có ngon, mà để ăn nguội chút nó mới ngon. Đây là cái đĩa bánh bột lọc nè. Bây giờ em sẽ tách ra nha. Lấy một cái và tách ra cho quý cô bác xem bên trong nè. Cái bánh chóc lóc luôn, nó không hề dính vào lá và khá là ngon. Bánh bột lọc sau khi hoàn thành nhìn rất là đẹp mắt. Ăn vào thì dai dai, bên trong nhân tôm thì giòn giòn. Hai nguyên liệu vừa bột vừa tôm hòa quyện vào nhau ăn rất là hấp dẫn. Quý cô bác có thể ăn ngay như thế này, hoặc là ăn cùng với một ít rau, dưa leo, chấm cùng với nước mắm chay chua ngọt nữa. Ngon lắm luôn á. Món này quý cô bác có thể dùng để ăn sáng nè, ăn trưa. Ta nói ăn như thế nào nó cũng ngon. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mà em up lên nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt nhé. Bye bye.